ta nói cái lễ hội gì mà quá trời quá đất, cái gì mà chơi tới tận 3 ngày mà ngày nào cũng bắn từ sáng tới tối tới khuya. Đã vậy người lớn cũng bắn, người nhỏ cũng bắn, mà đặc biệt là toàn là trai xinh gái đẹp qua đây bắn tất cả các nước trên thế giới luôn. Và đây là lễ hội sông răng, lễ hội té nước của Thái Lan, mà cái lễ này 3 năm rồi mới được tổ chức lại nên em nó đông dã man. Đầu tiên để tham gia lễ là các bạn phải mặc cho mình một bộ đồ giống như đi công viên nước vậy đó. Rồi tiếp theo phải tới cái điểm bán súng nước gần nhất. Giá của mỗi em súng nước ở đây thì dao động từ 300 cành tới 800 cành một em. Còn chưa kể là nếu mà bắn hết nước đó thì các bạn bơm nước thêm thì từ 5 tới 7 cành một lần. Mà thật sự rất là vui nha. Trời ơi, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt vùng miền, không phân biệt quốc gia, cứ gặp nhau là chào nhau và bắn bắn cười cười. Mà bụng mở nghe đâu á là càng được bắn nước vui người nhiều á là càng làm ăn được, càng may mắn. Mà không biết có may mắn không á, sau 3 ngày đại chiến ở Thái Lan á thì giờ tôi bệnh mất tiêu rồi. Nhưng mà có một điều á, mấy ngày lễ sông răng này mà bạn nào muốn khi khám phá ẩm thực á thì đừng nên đi, hoặc là đi chụp hình cũng đừng nên đi, tại vì bố ông cứ ra mặc đồ đẹp vô là bị bắn ướt kèm hết trơn. Mà thật sự đây là một cái lễ rất là vui, mọi người nên khám phá nha.